ba quân ơi, sức giật mạnh như mưa cuồn thác lũ. Quá trời nắng anh em ơi. Dạ, Lò Rèn Tấm Cường xin mến chào cô chú anh chị. Thì trở lại công việc, hôm nay đầu tuần thứ hai thì con sẽ làm một cái dán dao chặt xương cho một cái anh bạn này cũng làm nghề luôn, nhưng mà mình gia công cho ảnh ha. Rồi nói chung mình gia công, nếu được thì ảnh sẽ tiếp tục ảnh làm mình tiếp. Thì thôi bây giờ tiến hành, mình sẽ đập những công đoạn nào nó không quan trọng thì mình sẽ cắt bỏ bớt anh em, mà nó quá trời nắng rồi. Ui.
Ôi, mệt quá. Ôi, giờ này mà nắng nó còn dày nè anh em. 4:30 chiều rồi mà nắng ghê. Đứng đây đập dao muốn chết luôn anh em. Nóng. Ôi, ba quân ơi, sức giặt mạnh như mưa cuồng phát luôn. Quá trời nắng anh em ơi. Nắng muốn điên. Nắng muốn chạm dây luôn anh em. Rồi đó. Giờ này nắng khủng khiếp luôn. Trời xanh lét. Cái dao này mình gia công cho thợ nha anh em. Này anh khách anh đặt. Để anh làm cái mẫu. Này để làm cái mẫu, anh vẽ cái mẫu. Bây giờ mình làm rồi mình về đâu anh làm thử một cây rồi mình làm cho anh xem cái rồi được anh đặt lai gai. Thì cái lò này nói chung anh cũng làm có mình. Không có máy móc. Này thợ đặt anh em ha. Rồi cái dao này là trước ảnh làm rồi, ảnh nó khoảng 1.4 kg đã cán luôn. Thì bây giờ mình đập rồi 1.2 kg gần 1.3 kg đó. Để mình lực. Đó. Cắt bỏ cái này cũng như ảnh về ảnh tự cắt, ảnh làm gì ảnh làm ha. Đó. Đây vô đây cắt bỏ đây ha. Đó. Tự anh tề anh làm gì anh làm, nhiệm vụ mình đã xong. Chết mò quên nữa, đóng tiêu con dấu này vô đây, tại vì mình làm cho thợ mình không có đóng dấu anh em. Tại vì người ta đóng dấu lò người ta vô quên nữa. Quên cái tay, cái tay đập cái quen này, quen rồi cứ làm xong cái đóng dấu vô. Đó, kệ đi, để cho anh xem coi cái hình thức nó vậy đó được chưa. Anh ruột xem ha. Đó, anh em mình ở đây mới nói chung mà mình mấy anh thợ thợ mới lên á. Mới lên cũng như tập sự làm nghề, nói chung mà mình không có máy móc, không có gì đập thì mình ở đây mình sẽ đập mình gia công cho anh em ha. Đó, mỗi cái dốc như vậy đây mình đập là 250k. Đó. Đó. Mép đồ cũng mỏng nha. Rồi vì anh em mình vô lửa muốn sửa làm sao sửa. Nói chung là tương đối mình mỏng là tương đối hết rồi đó. Đó. Anh em xem đó. Ra đây cho nó dễ thấy đường. Hơi ồn. Bên kia đang cắt gạch. Cắt gạch cắt đá gì đó. Đó anh em thấy ha. Nói chung mình đập là tương đối mỏng cho anh em rồi. Về nói chung mình mần nguội nó cũng dễ mần ha. Đó. Là mình đập sẵn rồi mình giao cho anh em mình vậy. Đó là 250k cho về cho thợ người ta sửa làm gì làm. Anh em muốn dọc khóa thì cũng tùy ha, muốn làm sao làm. Cái này thì nói chung làm rồi nó dài khoảng 2 mét xa, hao lộn, làm rồi là nó khoảng 2 tấc 7 ha, 2 tấc 7, 2 tấc 8, mình cho tề sâu nữa thì cũng 2 tấc 7, 2 tấc 7 ha. Đó. 2 tấc 6, 2 tấc 7. Đó. Còn phần lưỡi được 2 tấc 4. Nó 2 tấc 4 nó uốn cong cái này lên nữa là vừa ha. Lên cán nữa khoảng cái lên, nếu mà lên cán nữa là cái dao này nó khoảng 1 ký này tính 900, gần 950 ha. 900 đi. Tính vậy đi. Ha. 7 9 phân lộn nó 900. À lên cán nữa là cái này tính ra là nó khoảng 1.4 kg.
anh em mình nếu mà làm không có đánh mép đồ, không có đánh toàn thân ra thì cái dao này nó còn khoảng cái rưỡi á anh em ha, cái cán 200 gram đi, nếu mà cán cẩm là nó khoảng trên 200 gram nữa, cúc khóa đồ nữa là anh em nếu làm cúc khóa cẩm nữa, cán cẩm nữa là hơn 200 gram. Mình lấy cái cán mình thải lên luôn cho anh em xem ha. Lấy đại cái cán này đi ha, cán nào cũng vậy, cán này cán này cán này cũng vậy thôi. Cái khúc này đi thấy lên đây anh em mình xem thử rồi đó, nó cũng ký gửi anh em, nếu mà làm nguội rồi chắc còn còn cái tư khâu chưa tính nữa ha, này chưa khâu chưa gì hết nè, cán này chưa khâu mà cán này cán nhỏ thôi ha đó. Rồi ok, đó anh ruột xem coi à, còn cái này cái anh em nào cũng đặt mình cũng vẫn làm nha anh em đó, xong nó dày từ từ ở đây nó vuốt ra ha, vuốt ra ngọn ha đó anh em xem ha, ở đây nó dày ra đây nó dày đó. Rồi thì hôm nay mình chỉ làm vậy thôi, đầu tuần thứ hai mình có cái dao mình làm gia công cho anh khách cho anh thợ, cái này làm mẫu nha, mẫu cho anh thợ rồi ok. Rồi anh em mình có đặt mình cũng vẫn làm 250k một dao như vậy ha, ok là cũng mình làm vậy nha, chứ không phải làm bén làm đồ luôn nha nè. Để anh em nó lộn nó xong dao 250k về đưa cho tôi cục sắt không ạ à? Ừ vậy đi ha, quá trời mệt anh em, thôi mình chào anh em hết nha, rồi hẹn gặp lại, quá nóng.